10 nỗi đau của người đi xây dựng hệ thống. 1. Không tuyển được sỉ. 2. Không giữ được sỉ. 3. Sỉ không follow. 4. Không biết nâng cấp sỉ. 5. Không biết cách xây dựng mối quan hệ với sỉ. 6. Không có môi trường để sỉ phát triển. 7. Hệ thống không ra hàng. 8. Không có quy trình. 9. Không có chiến lược. Và 10. Không có chương trình thi đua. Về đây Hoa chỉ cho nhé. Chỉ với 6 sản phẩm viên uống ngắt mụn gì Deo Acne với số vốn chưa đến 2 triệu đồng, bạn có thể kinh doanh và hợp tác với Hoa được rồi. Hãy kết nối với Hoa.